Kính thưa các đồng chí chủ trì hội nghị, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, trong cái bài về trình bày của tôi thì tôi được giao một cái nhiệm vụ rất khó khăn, đấy là câu chuyện về bao bì đối với sản phẩm ô cốp. Thì báo cáo với quý vị thì thực tế thì trong cái sự phát triển của chương trình ô cốp trong hơn 4 năm qua thì cũng có rất nhiều thành công, rất nhiều thành tựu. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những cái nội dung mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ. Hôm nay thì câu chuyện vấn đề của bao bì là một câu chuyện mà với bản thân tôi thì đó là một câu chuyện gọi là ngoài chuyên môn của tôi. Tôi không phải chuyên môn về bao bì, tôi không phải chuyên môn về thiết kế. Do vậy mà tôi tự nhận mình là dân ngoại đạo trong lĩnh vực này. Tuy nhiên xét trên góc độ về mặt làm trên chương trình ô cốp thì tôi muốn chia sẻ một số những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện về bao bì đối với sản phẩm ô cốp. Hôm nay thì cũng có rất nhiều các chủ thể ở đây, thì tôi cũng trên góc độ đấy thì tôi mong muốn có được những cái chia sẻ của mình. Tôi không điều khiển được cái slide. Cái đầu tiên thì chắc là thời gian của tôi không có nhiều. Ban tổ chức cho tôi hơn 10 phút, thành thử ra tôi sẽ xin được nói nhanh một chút về câu chuyện sản phẩm ô cốp. Thì đến thời điểm hiện tại, đến hết tháng 10 thì chúng ta đã có khoảng 8.565 cái sản phẩm ô cốp của khoảng 4.392 chủ thể. Thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là đa số các sản phẩm ô cốp hiện nay thì là của các hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm khoảng 70%. Đây là một trong những cái vấn trong những cái đặc tính, một trong những đặc điểm rất cơ bản của sản phẩm ô cốp, đấy là chúng ta các cái đối tượng, các chủ thể ô cốp là các cái đối tượng phát triển kinh tế vừa và nhỏ ở khu vực nông thôn. Có một vấn đề đặt ra là rất nhiều các chủ thể hoặc là người tiêu dùng chúng ta tiếp cận sản phẩm ô cốp, nhưng mà câu chuyện đặt ra đấy là hiểu thế nào về sản phẩm ô cốp thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải phải bàn đến. Thì bản thân tôi thì tôi muốn khái quát hóa lại câu chuyện là sản phẩm ô cốp là gì. Trên trên một khía cạnh là chúng ta không nói đến câu chuyện sản phẩm ô cốp là một chương trình. Thực ra thì xét trên góc độ là ô cốp là một chương trình, ô cốp là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn, nhưng sản phẩm ô cốp khi tiếp cận thị trường thì nó là một cái sản phẩm. Và trên góc độ đó thì tôi khái quát ở sản phẩm ô cốp nó sẽ có bao gồm có ba cái yếu tố, tôi đặt nó là 3C. Cái yếu tố thứ nhất đến là câu chuyện, là đến yếu tố về cộng đồng. Yếu tố thứ hai là câu chuyện về mặt chất lượng, và yếu tố thứ ba là chứng nhận. Thế vậy thì khía cạnh về cộng đồng nó là khía cạnh gì? Thì đó là những cái giá trị về văn hóa, giá trị về tài nguyên bản địa, những cái lợi thế của sản phẩm được tích lũy trong một cái sản phẩm của khu vực nông thôn. Thứ hai, khía cạnh thứ hai đấy là câu chuyện về mặt truyền thống, câu chuyện về mặt danh tiếng được cộng đồng, được người dân ở cái khu vực đó tạo dựng qua một cái chiều dài, có thể có những sản phẩm hàng trăm năm. Cái thứ ba đấy là các cái lợi thế về điều kiện sản xuất, và cái thứ tư yếu tố cộng đồng của sản phẩm ô cốp đấy là các cái chủ thể có sự đóng góp cho cộng đồng trên góc cạnh về khía cạnh về nguyên sử dụng phát triển vùng nguyên liệu địa phương, khía cạnh về sử dụng lao động địa phương. Cái vấn đề thứ hai đến vấn đề về mặt chất lượng thì ở đây nó có ba cái yếu tố về mặt chất lượng. Thứ nhất là chất lượng đặc trưng, đặc sắc, mang bản sắc của một cái sản phẩm địa phương. Cái thứ hai đó là vấn đề về chất lượng an toàn thực phẩm. Cái thứ ba là về chất lượng về mặt quy chuẩn, tiêu chuẩn. Và thứ tư đến là câu chuyện về chất lượng về mẫu mã bao bì. Vì sao chúng tôi đặt cái câu chuyện về chất lượng mẫu mã bao bì ở đây? Bởi vì bản thân thực tế ở thời điểm hiện tại theo cái xu thế của thị trường tiêu dùng thì rõ ràng là mẫu mã bao bì là một trong những tiêu chí về mặt chất lượng sẽ được quyết định đến sự lựa chọn của người tiêu dùng. Đấy là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đấy là câu chuyện về mặt chứng nhận. Thì bản thân sản phẩm ô cốp là được chứng nhận theo bộ tiêu chí quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ ban hành, được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và được cấp giấy chứng nhận. Thì ở đây câu chuyện về khía cạnh chúng tôi muốn khái quát hóa lên thành 3 chữ C để cho người tiêu dùng và bản thân các chủ thể cũng có thể nhận thức được rằng là bản thân một sản phẩm ô cốp nó sẽ hội tụ đủ ba cái yếu tố này. Thì câu chuyện bao bì liên quan gì đến cái câu chuyện sự hội tụ khái niệm về sản phẩm ô cốp? Thì tôi sẽ
Tôi xin bắt đầu ở câu chuyện mà lúc vừa anh Toản có nói đến, đấy là cái thông điệp của Bộ trưởng Lê Minh Hoan liên quan đến câu chuyện về bao bì. Đây là quyết định 80%. Khía cạnh 80% này nó có rất nhiều các ý nghĩa. Ở đây nó không phải là câu chuyện về mặt kinh tế, câu chuyện về mặt chi phí sản xuất, mà đó là câu chuyện về mặt sự thành công của một sản phẩm khi tiếp chúng ta tiếp cận thị trường. Đó có thể là khía cạnh về mặt thiết kế, đó có thể là khía cạnh về mặt đóng gói, về mặt chất lượng, về mặt thông điệp, về mặt truyền thông, thì tất cả nó hội tụ, và trên khía cạnh chúng ta thiết kế ra một cái bao bì thì nó có thể quyết định đến 80% của một cái chủ thể. Thì trên những cơ sở đấy thì bản thân chúng tôi cho rằng là vậy thì đối với sản phẩm OCOP thì hiện nay sẽ gặp những vấn đề gì. Thì báo cáo với quý vị rằng là một trong những cái vấn đề mà đặt ra hiện nay đối với sản phẩm OCOP đấy là cái sự giống nhau về mặt chủng loại. Đấy là các cái kiểu dáng chất liệu cơ bản là có sẵn ở trên thị trường. Bản thân chúng ta các chủ thể nhỏ, các cái doanh nghiệp hợp tác xã này chúng ta đều sử dụng những cái có sẵn, đặc biệt là về bao bì. Đấy là một trong những cái hạn chế, do vậy mà hàng loạt những cái sản phẩm có một cái sự giống nhau về mặt bao bì. Chúng ta khác nhau ở mặt màu sắc, chúng ta khác nhau ở mặt các cái thương hiệu. Cái thứ hai nữa ấy, là các cái bao bì của chúng ta khá thì là đơn giản. Và một trong những điểm yếu nữa trên góc độ về bao bì, trên góc độ thiết kế, đấy là cái việc sử dụng các cái dấu hiệu, nghĩa là thông điệp chúng ta truyền tải trên bao bì. Đặc biệt là câu chuyện về mặt thương hiệu. Trong cái quá trình mà chúng ta triển khai các cái sản phẩm OCOP ấy, thì cái việc mà liên quan đến sở hữu trí tuệ là một trong những điểm yếu. Ở đây trên góc độ về mặt thiết kế bao bì, ở đây chúng tôi có một số những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ nhìn nhận thấy được rằng là có những cái hạn chế ở trên góc độ về mặt bao bì đối với sản phẩm OCOP. Cái đầu tiên đấy là cái câu chuyện là chúng ta xây dựng thiết kế ra một cái bao bì sản phẩm, nhưng chúng ta chưa đặt cái trọng tâm trong câu chuyện về hình thành các cái thương hiệu. Chúng ta dùng cái tên sản phẩm trở thành cái thương hiệu sản phẩm. Ở đây có ba cái loại thương hiệu, ba cái nhóm thương hiệu. Một là thương hiệu của doanh nghiệp, hai là thương hiệu sản phẩm, và cái nhóm thứ ba là đa phần các sản phẩm OCOP sẽ có, đấy là cái thương hiệu của cộng đồng. Và chúng ta liên quan đến rất nhiều các câu chuyện về các cái thương hiệu liên quan đến chỉ dẫn nguồn gốc địa lý. Chúng ta dùng các cái địa danh của các địa phương để chúng ta gắn lên sản phẩm. Thế thì cái mà yếu khá hạn chế đối với sản phẩm OCOP đấy là cái việc mà chúng ta định hình lên cái thương hiệu của sản phẩm. Ở đây trên góc độ là chúng tôi không góc độ mà về mặt phê phán, mà chúng tôi chỉ làm ví dụ thôi. Ví dụ như trên cái ảnh trên góc phải kia đấy là một cái điển hình trong việc mà chúng ta sử dụng cái tên của cái sản phẩm Macca, cái này Macca Nut. Nghĩa là đây là đọc cái đấy, đây là một cái dấu hiệu về tên sản phẩm, nhưng nếu chúng ta dùng nó trở thành một cái thương hiệu của sản phẩm thì chúng ta sẽ rất khó để mà quảng bá, và chúng ta không đăng ký được sở hữu trí tuệ. Đấy là một trong những câu chuyện, hay là cái câu chuyện về sản phẩm cà phê bột nguyên chất, thì bản thân nó chỉ là mô tả về sản phẩm, chúng ta không có dấu hiệu để tạo dựng ra một cái sản phẩm liên quan đến các cái chủ thể. Hay là những cái chuyện về mặt ghi nhãn sản phẩm chẳng hạn, thì rõ ràng là chúng ta ghi nhãn không đúng theo cái quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với những sản phẩm mà liên quan nhiều đến câu chuyện sức khỏe. Các cái điều kiện về sản xuất các cái sản phẩm OCOP liên quan đến sức khỏe đã được quy định, nhưng mà chúng ta không tuân thủ, không đáp ứng được cái điều kiện, nhưng ta vẫn ghi. Điển hình những các sản phẩm về cao trà vàng, cao trà cả các cái loại, nhưng chúng ta không có các cái đáp ứng, đặc biệt là ví dụ như là các cái tiêu chí, các quy định về các cái nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn GMP của Bộ Y tế, chúng ta vẫn ghi công dụng. Thì đấy là những cái vấn đề trong câu chuyện về mặt thiết kế, về mặt bao bì. Cái cơ bản nhất mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đấy là cái hạn chế về mặt thông điệp. Báo cáo với quý vị rằng là rất nhiều câu hỏi đặt ra, người tiêu dùng đặt ra, vậy thì sản phẩm OCOP và sản phẩm bình thường không OCOP khác nhau ở điều gì? Đây là một câu chuyện, đây là một vấn đề mà chúng tôi phải khẳng định rằng là chương trình OCOP là một chương trình không phải để chứng nhận sản phẩm, không chỉ để chứng nhận sản phẩm, mà chương trình OCOP là một chương trình để hỗ trợ các chủ thể chúng ta phát triển các sản phẩm, và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm đấy là chúng ta truyền tải những thông điệp, những câu chuyện, những giá trị
của sản phẩm đó trên góc độ về mặt chất lượng, về mặt bao bì, về mặt thông điệp. Và cái thông điệp của sản phẩm được ghi trên bao bì mà chúng tôi vẫn thường nói đấy là câu chuyện sản phẩm, là cái nền tảng để tạo ra sự khác biệt giữa sản phẩm OCOP và các sản phẩm khác. Thì đa phần các sản phẩm OCOP hiện nay là chúng ta hầu như là chúng ta rất ít quan tâm đến câu chuyện là tạo cái sự cái thông điệp của sản phẩm. Thì đó là những cái vấn đề mà tôi muốn trình bày nhanh liên quan đến cái sản phẩm OCOP. Thực ra nguyên nhân của vấn đề này thì cũng có rất nhiều các cái diễn đàn nói rồi. Đấy là câu chuyện về năng lực của các chủ thể. Đấy là câu chuyện về mặt khả năng tiếp cận với vấn đề về kỹ thuật, vấn đề về thiết kế, về mặt tài chính. Thì rõ ràng là các chủ thể nhỏ và vừa thì cái việc thay đổi một cái mẫu mã, một cái bao bì là một quá trình, một cái thách thức, đặc biệt là về khả năng về mặt tài chính. Thì đó cũng là một trong những nguyên nhân rất căn bản mà chúng ta thấy rằng là sự thay đổi về sản phẩm mà bao bì sản phẩm OCOP thì không phải đơn vị nào cũng làm được. Vậy thì vấn đề là sản phẩm OCOP sẽ phải cần làm gì? Ở đây tôi hai vấn đề. Một là vấn đề là thách thức. Đấy là chúng ta đối mặt với một cái sự so sánh. Và chúng ta đối mặt thứ hai là cái giá trị gia tăng. Làm thế nào để tăng cái giá trị của sản phẩm OCOP? Thì hai vấn đề này là hai vấn đề mà chúng ta cần phải thích. Hai cái hình ảnh mà chúng tôi đưa lên trên này là chúng ta thấy rằng là nó một cái đối với có những sản phẩm mà nó có một cái sự phổ biến, ví dụ như gạo, ví dụ như trà, thì rõ ràng là chúng ta làm thế nào để chúng ta tạo ra cái sự khác biệt, tạo sự so sánh để người tiêu dùng hạn chế nhất cái sự so sánh đối với các sản phẩm cùng loại. Đấy là một cái thách thức đối với sản phẩm OCOP. Hay là làm thế nào để chúng ta tạo ra trị gia tăng. Sản phẩm của tôi vẫn như vậy, vẫn bán ra ngoài thị trường, có thể sự thay đổi nhiều, không nhiều về mặt chất lượng, nhưng mà nếu chúng tôi bán tăng lên 20% mà không có sự khác biệt thì rõ ràng là người tiêu dùng người ta sẽ so sánh. Và để tăng lên 20% đó là cả một sự thách thức rất lớn khi tiếp cận thị trường. Thì đó, đấy cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà chúng tôi muốn đề cập đến, đây là câu chuyện về khó khăn về mặt bao bì. Thì câu chuyện về giải pháp, ở đây tôi xin phép được ví dụ một số những câu chuyện. Ở trên khía cạnh về mặt bao bì thì nó có 4 cái yếu tố. Báo cáo với quý vị là có 4 cái yếu tố, tôi không dám qua mặt các nhà thiết kế, chắc là trong cái bài phát biểu của tôi phía đằng sau này thì rất nhiều các chuyên gia mà thiết kế. Nhưng với một sản phẩm trên góc độ nhìn nhận của tôi, nó sẽ bao gồm 4 cái khâu. Một là các cái hình thức đóng gói. Hai là các cái thông điệp chúng ta cần truyền tải, sau đó chúng ta mới lên câu chuyện về thiết kế, và cuối cùng là câu chuyện về sản xuất bao bì. Ở đây tôi chỉ xin phép đề cập đến hai cái khía cạnh đầu tiên để chúng ta khai thác 3 cái yếu tố của sản phẩm OCOP, đấy là cộng đồng, chất lượng và chứng nhận. Làm sao chúng ta để truyền tải những cái yếu tố này trên bao bì của sản phẩm OCOP, đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện mà chúng tôi muốn đề cập. Một là câu chuyện sự sang trọng. Đây là một cái sản phẩm mà tôi lấy ví dụ. Đấy là cái sản phẩm nước mắm Xá Sùng Vân Đồn, được bán trên ngoài thị trường 860.000 một chai. Được nhiều người đánh giá đây là một cái sản phẩm mà có một cái sự sang trọng về mặt bao bì. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là khi chúng ta tiếp cận một sản phẩm, đặc biệt là nước mắm, thì chúng ta phải nhìn nhận nó trên rất nhiều góc độ. Chúng ta phải làm thay đổi được là một cái suy nghĩ của người tiêu dùng là nước mắm mãi mãi chỉ là nước mắm, là một cái gia vị để chấm. Để tăng nó lên từ 150.000 so với các mắm thông thường, ví dụ như là nước mắm ca Phú Quốc chẳng hạn, hiện nay là khoảng 100 đến 150.000 một chai. Để chúng ta nâng lên 860.000 một chai như thế này, thì ngoài cái việc thiết kế bao bì thì cái sự thay đổi về cái thông điệp, cái cách, cái suy nghĩ của người tiêu dùng là một cái thách thức. Mà thông thường Bộ trưởng Lê Minh Hoan thường nói đấy là chúng ta truyền cái cảm xúc để cho người tiêu dùng, người ta quyết định, người ta bỏ ra thêm 600 đến 700.000 nữa để người ta dùng một cái chai nước mắm. Thì ở đây câu chuyện về mặt đóng gói nó cũng sẽ một câu chuyện là người ta có thể kèm một số những cái gia vị thêm đây. Ở đây ví dụ như là hạt tiêu thì người ta kèm vào để người ta tạo. Nhưng mà đây là một trong những cái ví dụ đấy là chúng ta tạo cái sự sang trọng về mặt bao bì để chúng ta tiếp cận thị trường. Cái thứ hai đấy là cái sự sáng tạo. Ở trên hình ảnh của tôi đây là một cái sản phẩm là nước bánh đậu xanh, được đóng gói và thiết kế trên góc độ là thanh, các cái thanh sô cô la. Đây cũng là một cái sự sáng tạo.
để người tiêu dùng có thể từ một cái sản phẩm bánh đậu xanh thông thường mà chúng ta vẫn dùng trên các cái quán trà, vẫn dùng để thắp hương, thì đây giờ nó sẽ trở thành những cái quà tặng, trở thành những cái gói quà rất có ý nghĩa và rất đẹp và rất trang trọng. Đây là một cái sự sáng tạo đối với sản phẩm OCOP. Hay thứ ba nữa là một cái sự tiện lợi. Ở đây tôi giới thiệu với bà con một cái sản phẩm, ở đây là một cái sản phẩm trà đinh. Gọi là trà đinh là một trong những cái loại sản phẩm trà, là trà trà xanh, gọi là hiện nay gọi là cao bậc nhất của các cái sản phẩm, các cái dòng trà xanh. Thì doanh nghiệp này họ sẽ, vì doanh nghiệp này là trà xanh của Phú Thọ. Vì làm thế nào để họ cạnh tranh được với sản phẩm của Thái Nguyên? Thì cái cách họ tiếp cận đấy là gì? Họ dùng công nghệ của Nhật Bản để họ đóng túi, túi lưới. Trà đinh được đưa vào túi lưới để tạo ra một cái sự tiện dụng cho người tiêu dùng. Họ đóng trong cái công nghệ của Nhật Bản để đưa các sản phẩm trà đinh túi lưới giống như là các cái trà đi mát hay trà nếp tông để người ta đưa ra ngoài thị trường. Thì đây là một trong những cái cách để chúng ta tạo ra cái sự tiện lợi, và nhìn chung là nó rất phù hợp với đặc biệt là dân công sở. Hai là những người mà rất ngại đi đổ bã chè. Đấy là một những cái khía cạnh, những cái tiếp cận mà doanh nghiệp người ta sẽ dùng để người ta tạo ra cái sự cạnh tranh của sản phẩm đó. Khi mà cái sức cạnh tranh với sản phẩm, tạo ra cái không gian để người ta cạnh tranh với sản phẩm cùng loại. Khi mà những cái sản phẩm, đây chỉ là một cái ví dụ trong đối với sản phẩm phẩm trà, còn rất nhiều các sản phẩm khác nữa. Hay là cái câu chuyện, ở đây là câu chuyện về cái khả năng về mặt tích hợp để nâng cao giá trị. Ở đây có hai cái ví dụ mà một cái hộp mà trà xanh. Vì sao tôi đưa ra đây? Tôi đưa ra đây để tôi ví dụ. Ở đây cái hộp của hộp trà đinh nó có một câu chuyện. Nhưng nếu chỉ là một câu chuyện đơn thuần thì nó chưa tạo dấu ấn. Nhưng ở đây người ta đã khai thác được một cái gọi là chiếu chỉ, cái chiếu thư để người ta đưa câu chuyện lên. Người ta khai thác được cái giá trị truyền thống của Phú Thọ, của đất vua, để người ta đưa ra thiết kế một cái chiếu thư rất là đẹp, để người ta đưa câu chuyện của họ lên đấy trên góc độ là người ta khai thác được cái truyền thống. Nhưng mà chỉ có không phải nhiều cái sản phẩm của các tỉnh khác thì rất khó có thể dùng những cái khía cạnh này về mặt văn hóa. Ví dụ như là những cái tỉnh mà gọi là không phải là đất vua, ví dụ như là Yên Bái hay Tuyên Quang, thì rất khó có thể sử dụng những cái khía cạnh này để khai thác được. Cái hình ảnh thứ hai, đấy là cái hình ảnh tích hợp thành một cái combo của sản phẩm. Vì sao chúng tôi nói rằng là đấy là một cái khía cạnh để chúng ta tăng giá trị? Khi trao đổi với các chủ thể OCOP thì tôi cho rằng là chúng ta hạn chế tối đa cái sự so sánh về giá của người tiêu dùng. Nếu chúng ta chỉ là một chai rượu hay chúng ta chỉ là một hộp trà thì sự so sánh về giá sẽ rất dễ. Nhưng chúng ta tích hợp với nó là rượu cùng với bánh kẹo, dùng rượu cùng với form à và với lại ô mai, hay rượu cùng với các sản phẩm ví dụ như là thịt trâu gác bếp, các thứ chúng ta combo vào một cái hộp quà, thì rõ ràng là cái sự so sánh nó sẽ giảm đi rất nhiều và dường như không thể so sánh về giá. Thì đấy là cái cách mà chúng ta tạo ra một cái khả năng tích hợp của những cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là miến thì chúng ta kèm theo măng, hoặc là miến chúng ta kèm theo mộc nhĩ trong một cái gói sản phẩm. Thì đấy là những cái khả năng về mặt tích hợp. Tôi sẽ kết thúc cái bài của tôi ở đây trên một góc độ là làm thế nào để giải pháp nào để có thể thúc đẩy được cái bao bì của sản phẩm OCOP. Thì với sản phẩm OCOP thì chúng tôi đưa thành một cái khía cạnh là chúng ta phải khai thác tối đa câu chuyện bốn cái yếu tố. Đấy là chúng tôi đọc theo chiều dọc, theo một nghĩa đơn thuần đấy là thuận tiện về mặt thông tin, nhưng về chi theo chiều ngang thì chúng tôi gộp lại thành bốn cái chữ T. Một là thuận, đấy là thuận theo cái sự lợi thế của các địa phương về mặt văn hóa, về mặt truyền thống, và thuận theo cái nhu cầu của thị trường. Cái thứ hai là tiện lợi đối với người tiêu dùng trên góc độ, đặc biệt là khía cạnh về mặt đóng gói, khía cạnh về mặt cái cách thức sử dụng đối với sản phẩm. Cái thứ ba là về mặt thông tin, thì các cái thông điệp mà chúng ta phải truyền tải đối với sản phẩm nó phải rất rõ ràng. Nếu như một sản phẩm OCOP mà chúng ta không truyền tải được các cái thông điệp về mặt sản phẩm đó để chúng ta khai thác các lợi thế, thì cái sức cạnh tranh và cái khả năng nâng cao giá trị của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Và cuối cùng là câu chuyện về mặt chữ tin, đấy là cái sự tin tưởng đối với người tiêu dùng. Thì ở đây khía cạnh này thì nó đã có câu chuyện là
câu chuyện về mặt thương hiệu của chủ thể, câu chuyện về mặt thương hiệu của sản phẩm, đặc biệt là cái sự chứng nhận về sản phẩm OCOP của cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng điều quan trọng là gì? Bốn cái yếu tố này chúng ta phải khai thác nó trên mặt bao bì thì chúng ta mới thúc đẩy được các cái khía cạnh về mặt giá trị cũng như chất lượng đối với sản phẩm. Thì đấy là những cái chia sẻ của bản thân tôi. Tôi thực ra thì không phải là người chuyên về thiết kế bao bì, chúng tôi cũng không phải là người đi sản xuất bao bì, mà chúng tôi chỉ nhìn nhận trên góc độ là một cái đơn vị mà quản lý về sản phẩm OCOP. Thì chúng tôi xin tổng hợp thêm một vài cái ý kiến, cái thông tin như thế để chia sẻ với quý vị, cũng như là những cái cung cấp thông tin thêm cho quý vị đại biểu để chúng ta có thể có được những thông tin trong cái quá trình mà chúng ta, đặc biệt là các chủ thể trong cái quá trình phát triển sản phẩm OCOP trong cái thời gian tới. Tôi xin hết.